Kính thưa quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt ở tại khu vực của Cà Ná, là một trong những bãi biển rất đẹp và đặc biệt nhất đây là khu vực vừa mới bước vào trong khu vực của tỉnh Ninh Thuận. Và có thể nói như khu vực này giống như là khu vực giao nhau giữa Ninh Thuận và Bình Thuận. Mà trước kia thì biết tỉnh này là khu vực hải, ở đây với điều kiện khí hậu và thiên nhiên nhất ở Việt Nam. Mời quý vị cùng Thịnh Nguyễn ngắm nhìn với điều kiện này, nên là quý vị thấy ở đây có rất đẹp. Phía xa xa trên đó thì quý vị thấy có một ngọn miếu, một ngọn miếu nhỏ gắn liền với những sự tích của người đi đường. Ở đây hiện tại đang cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 cây số và 300 cây và cách thành phố biển Nha Trang khoảng 150 cây số. Thì quý vị thấy là Thịnh Nguyễn đang chuẩn bị đã dường như đi được khoảng hơn 2/3 cung đường, và đây là điểm dừng chân mà đoàn lựa chọn. Quý vị đang nhìn thấy đây là khu vực của Cà Ná, một trong những khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Ninh Thuận. Vì ở đây quý vị thấy cái địa hình và những cái đồi núi cũng khá là đẹp, hoang dã. Và biển Cà Ná là một trong những bãi biển đánh giá là đẹp, và khu vực này cũng rất đặc biệt so với ở Việt Nam về con đường. Vì ở đây sẽ có đường biển, đường sắt và ngay cả điện máy sẽ gần nhau. Những cái công trình mà gần đây nhất ở Ninh Thuận, Bình Thuận này, khu vực giáp ranh đã làm nên sự hoàn hảo, đó là khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mà quý đồng mình đang nhìn thấy. Thuyền bè đang qua lại, ở ngoài kia thì có một hòn đảo, đó là hòn Lóc Câu.